một nhà hoạt động trẻ vừa được trả tự do trước thời hạn, hối tiếc vì hành vi nhận tội xin khoan hồng của mình trong bản án 7 năm tù về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Nguyễn Tiến Trung, sáng lập viên của Tập hợp Thanh niên Dân chủ, bị tuyên án cùng với các nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định và Lê Thăng Long trong cùng phiên xử hồi năm 2010 gây chú ý công luận quốc tế. Trước khi ra tòa, Trung đã nhận tội và xin khoan hồng trước ống kính của truyền thông nhà nước và sự thất vọng của nhiều người ủng hộ, cả trong lẫn ngoài nước. Sau 3 lần được giảm án xuống còn 5 năm rưỡi, Nguyễn Tiến Trung được trả tự do sớm 8 tháng hôm 12 tháng 4 trong đợt phóng thích tù nhân lương tâm hiếm hoi của Việt Nam giữa những áp lực của quốc tế và các cuộc thương lượng đầy điều kiện của Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP mà Hà Nội đang tham gia. Ngay ra tù, Tiến Trung đã chia sẻ với tạp chí Thanh niên Đài VOA những suy tư về việc đóng góp cho quá trình dân chủ hóa đất nước, những gì khiến anh hài lòng và hối tiếc trên con đường dấn thân vì dân chủ, và bài học rút ra từ bản án sau các hoạt động ôn hòa kêu gọi đa đảng tại Việt Nam. Trải qua những ngày tháng đó thì đương nhiên rất là nặng nề, nhưng mà mình phải cố gắng lạc quan để vượt qua được từng ngày một. Không muốn đọc nhiều những cái tác phẩm của những người mà tù chính trị nổi tiếng trước đây, kể cả trong nước ngoài nước, thì cũng có hình dung sơ sơ trong đầu như thế nào, mà tôi nghĩ là cái thời đại sau này thì nó khá hơn rồi, đất nước tiến bộ hơn rồi thì nó tôi nghĩ là phải đỡ hơn. Nhưng mà Trung thấy thực sự những cái gì đã trải qua có thấy đỡ hơn không so với những gì mình biết trước đó về điều kiện ăn ở giam cầm? Đối với riêng tình trạng của Trung thôi nha, thì Trung không dám nói người khác như thế nào, tại vì Trung vừa coi lại sơ sơ thì thấy là những người khác bị đối xử rất là tệ. Với riêng trường hợp của Trung thì Trung thấy là có tiến bộ, khẩu phần thức ăn hàng ngày được đảm bảo ăn chín uống sôi, rồi Trung cũng được nhận sách báo thì mình gọi vô, Trung ở trong phòng một mình thì cũng được tập thể dục, nó cũng đỡ hơn nhiều người khác. Rồi Trung biết chẳng hạn như là cùng quán với Trung ăn thức cũng không được nhận sách báo thì mình gọi chẳng hạn. Hoặc là nếu anh Hải Điếu Cày, Trung có một cái buồng giam riêng, Trung thì ở một mình trong phòng suốt ngày, đến tối thì có người ngủ chung với Trung. Trong trại thì Trung được đọc báo Nhân dân, báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên, thì nói chung về thông tin chính thống, báo chí trong nước đưa ra thì Trung vẫn được đọc. Thế cái sự vận động ủng hộ hay là cái sự quan tâm của bên ngoài đối với Trung đó, Trung có được biết bằng cách này hay cách khác? Không, cái đó thì Trung không biết được, tại vì mỗi lần gia đình lên thăm đều có cán bộ công an họ ngồi đó bên cạnh đó. Vào tháng 7 năm ngoái, trưởng đại diện của Phát triển Liên minh châu tại Việt Nam đã đến thăm Trung. Thì qua đó thì Trung biết là cộng đồng quốc tế rồi bà con ở trong nước cũng như nước ngoài cũng nào cũng nhớ mình và vận động giúp đỡ mình. Thì Trung cũng rất là cảm động và Trung cũng thêm được cái sức mạnh của mình rất là nhiều. Trung được trả tự do trước thời hạn, những cái điều kiện để đổi lấy cái vụ phóng thích sớm đối với Trung là gì? Trong cái quyết định đặc xá của Chủ tịch nước thì không có ghi rõ lý do tại sao Trung được đặc xá. Còn theo như lời các bộ quản giáo nói với Trung thì do Trung lao động tốt, rồi chấp hành tốt quy định của trại thì được xem xét đề nghị đặc xá vào dịp lễ 30 tháng 4. Trước khi mà rời khỏi trại giam đó thì Trung phải ký một số văn bản cam kết với giới hữu trách. Trung đã cam kết những điều gì? Thì Trung đã cam kết là chấp hành cái lệnh quản chế là 3 năm. Tuân thủ pháp luật của nhà nước, nhưng mà pháp luật như thế nào thì suy diễn có nhiều kiểu thì đấy là Trung không biết được. Thật sự Trung xem xét bộ luật hình sự thì Trung cũng không thấy cái việc gì làm trước đây của Trung đã bị bộ luật hình sự cấm cả. Nhưng mà sau khi Trung bị bắt đó thì truyền thông trong nước đăng tải hình ảnh Trung nhận tội và xin khoan hồng. Trung thấy là những việc làm của mình không vi phạm pháp luật thì tại sao Trung lại có thái độ gọi là nhận tội và xin khoan hồng? Phải chăng Trung thừa nhận là các hoạt động cổ suý dân chủ mà Trung theo đuổi là sai trái, là tội phạm? Thật sự thì không phải như vậy, nhưng mà mỗi người có hoàn cảnh đó, cũng có những cái ràng buộc đó. Trung rất là tiếc là không thể nào mà làm trái lại được. Chỉ mong mọi người hiểu cho ai cũng có gia đình cả, mà nhất là hoàn cảnh ở Việt Nam thì nó khác, có những cái mà phải chấp nhận thôi. Cái hành vi nhận tội xin khoan hồng của những nhà hoạt động dân chủ khi bị bắt đó thì có người thông cảm nhưng mà cũng có người chê trách. Trung nghĩ sao? Đúng rồi, thì Trung rất là hiểu tâm tư tình cảm của những người mà chê trách. Thì Trung cũng xin lỗi mọi người, cũng mong mọi người thông cảm thôi. Hiện tại thì Trung chưa thể nói gì hơn được. Gia đình Trung cho biết là từng được giới hữu trách hứa hẹn đặc xá cho Trung nhiều lần, nhất là mỗi dịp gần 30 tháng 4, nhưng mà cũng nhiều lần bị thất vọng. Theo Trung, vì sao lần này lại có bước đột phá đặc biệt như vậy? Cũng có chú Quý Đức Hồi cũng được thả cùng ngày với Trung luôn. Trước đó vài ngày thì tiến sĩ của nhà Vũ cũng được phóng thích, và trước đó còn hai người nữa, cho nên là một đợt là 5 người đó. Trung biết là cái nguyên nhân mà Trung được thả ra thì nó phải là một cái vấn đề khác, chứ không phải là do Trung lao động tốt mà được xem xét ra đặc xá đâu.
Việt Nam đồng ý thả tù nhân lương tâm một cái số gọi là 4-5 người như vậy, một cái chuyện cũng hiếm có. Phải chăng đây là một cái tín hiệu thay đổi đáng mừng, đáng lạc quan? Cái đó thì chúng không biết được tính toán của những người lãnh đạo ở Việt Nam hiện nay như thế nào. Mong chúng chỉ mong là đây là một cái biến đổi về chất đó, để là những còn rất là nhiều những bạn bè, những anh em khác của chúng có ngồi trong tù. Nhưng hy vọng thời gian sắp tới là mọi người sẽ được thả hết. Các vụ phóng thích trước thời hạn cho tù nhân lương tâm tại Việt Nam trước nay đó thường liên quan tới các thời điểm hoặc là các sự kiện đối ngoại quan trọng. Nếu như việc phóng thích trước thời hạn cho Trung nằm trong cái gói gọi là mặc cả của phía Việt Nam để đạt được cái mục đích nào đó, để đổi lấy sự nhượng bộ nào đó từ quốc tế, thì Trung nghĩ thế nào? Từ xưa này Trung quan sát thì thấy là có cái chuyện đó. Ví dụ như là trước đây là anh Phạm Hồng Sơn và anh Nguyễn Vũ Bình, hai người được thả trước khi mà Việt Nam vào WTO. Thì Trung nghĩ là nên cải cách một cách thật lòng, chứ không nên là vì quốc tế gây sức ép mình mới đổi mới, mình mới thả tù nhân chính trị. Thật ra là tất cả những gì các anh em chủ làm, trong đó có Trung thì chỉ mong đất nước một tiến bộ hơn thôi. Mình đâu có làm cái gì mà gọi là đã phá, chống phá thì hoàn toàn là không có. Không nên là phải vì quốc tế ép mà mình phải tự thân mình nhìn thấy là đất nước mình cần phải thay đổi để mà tiến lên, thì đó như vậy tốt hơn. Những nhà hoạt động cùng bị bắt với Trung năm 2009 trong vụ án gây chú ý công luận về tội danh gọi là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền lần lượt được giảm án và được phóng thích trước thời hạn, từ Lê Thăng Long, Lê Công Định và bây giờ là tới Trung, ngoại trừ doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thất, vẫn phải thi hành nguyên mức án 16 năm tù. Vì sao có sự khác biệt này? Là người trong cuộc, Trung hiểu như thế nào? Chắc chắn là cái sự khác biệt là anh Trần Huỳnh Duy Thức đã không nhận tội và không xin khoan hồng. Do đó là anh bị nhận cái mức án là 16 năm và anh cũng không được giảm án hay là được đặc xá gì. Nói như vậy có nghĩa rằng là một cái lối thoát duy nhất cho những tù nhân lương tâm là phải có thái độ gọi là nhận tội và xin khoan hồng. Ngoài ra thì không có bất cứ một cái áp lực nào có thể cứu vãn được tình thế. Không, cái đó thì chỉ tùy cái tiếng nói của cộng quốc tế là quan trọng đấy. Như anh Vũ Bình và anh Phạm Hồng Sơn trước đây, chúng tôi biết là các anh cũng không nhận tội, không xin khoan hồng, mà để vào WTO thì các anh có được thả thôi. Tùy cái hoàn cảnh lúc đó như thế nào, thế nào. Liệu cái bản án này nó có khép lại cái hoạt động dấn thân vì dân chủ và cái niềm khát khao dân chủ tiến bộ cho Việt Nam đối với Trung không? Nào mình cũng mong muốn đất nước có dân chủ, thì Trung cũng mong là những người lãnh đạo họ sẽ thực hiện đúng những cam kết của họ và phải xây dựng đất nước và dân chủ công bằng và văn minh. Tức là cái niềm khao khát dân chủ trong Trung vẫn còn đó, nhưng mà Trung hoạch định tương lai sắp tới của mình như thế nào? Hiện tại thì Trung vẫn còn cái án là 3 năm quản chế nữa. Tức là từ một cái phòng giam nhỏ nhỏ bây giờ mình được phòng giam lớn hơn một tí. Nhưng mà Trung nhìn thấy mình sẽ như thế nào trong tương lai? Trở lại thành một người thanh niên, an phận thủ thường như bao nhiêu thanh niên khác ở Việt Nam không quan tâm tới chính trị hay dân chủ? Hay là mình vẫn là một Nguyễn Tiến Trung như đã từng gây xôn xao công luận? Trung thấy cái hình ảnh của mình sắp tới nó sẽ như thế nào? Tại Trung mới về nên cũng chưa có nắm nhiều thông tin đó, cũng chưa biết rõ tình hình bên ngoài thế nào, cho nên là cũng chưa có suy nghĩ cụ thể về cái đường hướng tương lai của mình. Còn về mặt tình cảm của mình thì mình bao giờ cũng mong đất nước mình dân chủ hết. Ngày tháng ở trong tù gần 5 năm vừa qua, có lúc nào Trung nghĩ tới tương lai của mình như thế nào không? Mình nghĩ đến tương lai của mình trong tù, Trung cũng muốn cố gắng mình tự học nhiều kiến thức khác để mình trang bị sau này mình trở về đời thì mình cũng có thể làm việc được. Trong cái thời gian ở trong tù thì có bao giờ nghĩ tới mình nên từ bỏ hẳn tất cả mọi cái chuyện đã gây tới rắc rối cho mình? Có bao giờ mảy may nghĩ tới những cái suy nghĩ đó không Trung? Nói là từ bỏ hẳn thì là cũng không hẳn, tại vì đương nhiên là lúc nào mình cũng quan tâm, mình theo dõi rồi. Còn trong cái khả năng của Trung đóng góp và thúc đẩy cho quá trình tiến trình dân chủ hóa Việt Nam thì như thế nào thì Trung rất là sẵn sàng. Trở lại thời gian 5-6 năm trước đây đó, trước khi Trung về nước thì đã có nhiều ý kiến khuyên ngăn vì những cái rủi ro trông thấy được sau các hoạt động nổi bật của Trung ở nước ngoài. Nhưng mà Trung vẫn bỏ ngoài tai những cái lời khuyên đó. Vì sao? Lúc đó mình là một thanh niên mà với cả thật sự là Trung nghĩ là Trung không có làm gì mà có tội cả. Thật ra là Trung đi gặp chính khách các nước là Trung chỉ vận động là mong họ nhắc nhở là các lãnh đạo Việt Nam mới làm cho đúng hiến pháp, thì là tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Trung nghĩ trên đó cả vi phạm luật pháp của Việt Nam cả. Luật pháp Việt Nam cũng không hề cấm lập hội, cho nên là Trung tự tin là những cái hành động đó cũng chẳng có gì vi phạm pháp luật cả. Giống như Thủ tướng Nguyễn Dũng đã nói là dân có quyền làm cái gì pháp luật không cấm đó. Tức là Trung trở về nước với một niềm tự tin, nhưng mà sau khi bị bắt, Trung có hối hận vì sự lạc quan của mình lúc đó không? Thì mình cũng phải theo tinh thần, chứ không phải mình nói là mình tự tin là không bị bắt thì cái chuyện đó là không thể có rồi. Cho nên mình nói là mình tự tin là mình làm đúng hiến pháp và pháp luật mà do chính cái quốc hội của Đảng Cộng sản họ viết ra. Bây giờ nếu được trở lại thời gian, Trung sẽ hành động khác đi không? Trung nghĩ là Trung cũng vẫn sẽ làm như vậy. Nhìn lại chặng đường đã qua với những năm tháng nhiệt huyết nhất của tuổi trẻ, cống hiến và trả giá cho lý tưởng mình theo đuổi, điều gì Trung cảm thấy hài lòng nhất và điều gì Trung cảm thấy hối tiếc nhất? Điều hài lòng nhất Trung nghĩ là Trung đã ra được khỏi cái qua được cái giai đoạn vừa rồi mà mạnh khỏe.
Điều hối tiếc nhất thì cũng có rất là nhiều người thân của Trung, nhân dân dân chủ khác, họ mất mà cũng không có dịp gặp lại họ nữa. Nhưng mà nói về những gì mình hài lòng vì mình đã làm được và mình hối tiếc là mình chưa làm được thì đó là những điều như thế nào đối với Trung? Hài lòng Trung đã làm được thì Trung nghĩ có lẽ là những việc làm của Trung cũng đã giúp cho một số người họ chú ý hơn về vấn đề dân chủ của Việt Nam. Đất nước cần phải tiến bộ như thế nào, cái nhu cầu của đất nước đó, cần phải dân chủ hóa đó. Và điều đó đã được chứng minh bằng sự ra đời của tập hợp thanh niên dân chủ quy tụ giới trẻ trong và ngoài nước cùng lên tiếng nói, cùng hoạt động với nhau vì khao khát dân chủ cho Việt Nam. Thế còn Trung hối tiếc nhất những việc gì mình đã làm? Thật sự thì đến giờ phút này Trung cũng chưa nghĩ được việc gì mà Trung phải hối tiếc cả. Thế Trung có thấy mình có thiếu sót ở những cái điểm nào không? Trong những gì đã trải qua, những gì mình đã làm? Có thiếu sót chứ. Để dẫn đến cái việc là mình nhận tội với Khoan Hồng. Từ cái bản án đó, Trung rút ra cho mình bài học gì? Ai đã bước vô cái chuyện mà đấu tranh với dân chủ thì phải nhớ là lúc nào mình cũng có thể bị bắt, đừng lạc quan quá. Thứ hai là cẩn thận trong cái mọi cái ngôn ngữ và cái hành vi của mình. Mình không thể biết được cái chuyện gì nó sẽ tạo thành cái cớ để họ bắt được. Với những gì đã trải qua, thời gian ở nước ngoài, rồi khi về nước, thì nếu được lựa chọn, Trung sẽ chọn cái quãng đường kế tiếp của mình ở trong hay ở ngoài nước? Trung vẫn đang suy nghĩ, thì tất nhiên là nếu mà có thể mà mình đi học được thì cập nhật là kiến thức rất là tốt. Nếu như cái tương lai sau này đó, một tiếng Trung ở nước ngoài hay là một tiếng Trung ở trong nước thì nó có cái gì khác nhau không? Trong hoạt động hay là trong cái niềm tin hoặc là trong cái lý tưởng dân chủ? Bằng cách này hay cách khác thì mình cũng sẽ góp phần mà thúc đẩy cái tiến trình dân chủ hóa Việt Nam chứ. Đất nước phải được dân chủ công bằng và văn minh chứ. Tại vì dân chủ nó chẳng có gì là như cả mà đó là cái khẩu hiệu của chính đảng Cộng sản Việt Nam thôi. Với những người trẻ ủng hộ dân chủ, ủng hộ sự tiến bộ, là một người đi trước, Trung muốn nói gì với họ? Thứ nhất là mình phải chấp nhận là có thể mình sẽ bị tù đầy, bị làm khó dễ, đe dọa, phải sẵn sàng chấp nhận. Cho gia đình, người thân, bạn bè của mình bị rất nhiễu, bị theo dõi, nói chung là nhiều thứ lắm, thì phải chuẩn bị tinh thần. Những gì Trung đã trải qua đó, Trung có sẽ nói với mọi người rằng là những cái hoạt động đó, những cái niềm tin đó, những cái ước mơ đó, rốt cuộc thì cũng dẫn tới cái kết cục như thế đó mà thôi không? Không, Trung tin là đất nước nó phải muốn làm tiến bộ hơn chứ. Theo như Trung chỉ mới ra được vài ngày thôi thì Trung quan sát thì cũng có rất là nhiều bạn trẻ bây giờ họ cũng lên tiếng. Nguyễn Tiến Trung sinh năm 1983, bắt đầu được mọi người biết đến từ các cuộc vận động cho dân chủ Việt Nam. Trong thời gian anh du học tại Pháp từ năm 2002 tới 2007, trong đó có việc thành lập tập hợp thanh niên dân chủ, quy tụ sự tham gia của nhiều người trẻ trong và ngoài nước. Tổ chức chương trình Marathon nối vòng tay lớn, thu thập chữ ký kêu gọi quốc tế thúc đẩy Việt Nam cải thiện nhân quyền. Gặp gỡ lãnh đạo cao cấp của các nước như Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Canada và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu để kêu gọi hỗ trợ dân chủ hóa Việt Nam. Tháng 8 năm 2007, Tiến Trung về nước sau khi tốt nghiệp thạc sĩ công nghệ thông tin ở Pháp. 7 tháng sau, Trung có lệnh gọi vào quân đội, nhưng bị loại ngũ sau hơn một năm với cáo buộc vi phạm nội quy, bao gồm không chịu tuyên thệ 10 lời thề danh dự của quân đội nhân dân. Ngay sau khi bị loại ngũ, Trung bị bắt và bị khởi tố về Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Việt Nam nói các hoạt động của Trung là kích động chống phá nhà nước, phản động và xuyên tạc.